Mass Mobile hân hạnh đồng hành cùng video này. Sửa chữa iPhone, điện thoại chuyên nghiệp giá rẻ, thời gian nhanh. Hãy đến Mass Mobile. Xin chào anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và vẫn như thường lệ thì ngày hôm nay X-Studio sẽ gửi đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, một thông tin mà mình nghĩ là có lẽ sẽ có rất nhiều người quan tâm đấy. Xiaomi ra đèn tiêu diệt virus corona giá chỉ 270.000. Có vẻ như là đại dịch viêm đường hô hấp của virus corona hay là nCoV đã mở ra một số cơ hội kinh doanh mới cho không ít công ty, trong đó thì có cả Xiaomi. Công ty này vừa giới thiệu một sản phẩm mới mang tên là đèn khử trùng Xiaoda, dùng tia cực tím và hệ thống ống ozone kép để tiêu diệt virus nCoV trong không khí. Sản phẩm đang được gọi vốn trên hệ thống Upin của Xiaomi với giá là 79 tệ tức 270.000 đồng và sẽ bán chính thức với giá là 149 tệ tức 520.000 đồng vào cuối tháng 2 tới. Máy có pin dung lượng là 700 mAh và sử dụng cổng sạc micro USB, thiết kế khá nhỏ gọn, có thể bỏ vào túi sách để mang theo người. Đèn khử trùng Xiaoda sử dụng hai cơ chế để khử khuẩn là tia cực tím và hệ thống ống kép phát tán ozone. Trong đó thì ozone là một hợp chất có khả năng oxy hóa mạnh giúp diệt vi khuẩn. Tính năng khử trùng còn lại là tia cực tím, dùng để giết hoặc là làm bất hoạt các vi sinh vật bằng cách là phá hủy các axit nucleic và phá hoại DNA của chúng, khiến chúng không thể thực hiện chức năng tế bào quan trọng. Tuy nhiên, do tác hại của tia cực tím có thể gây ung thư da nếu tiếp xúc trực tiếp, nhà sản xuất đưa ra cơ chế hoạt động đặc biệt với đèn khử trùng Xiaoda. Khi bấm nút nguồn trong 3 giây, máy sẽ nhấp nháy xanh để báo hiệu là đã bật. Sau khi nhấn nút, máy sẽ ở chế độ chờ trong 30 giây trước khi thực sự hoạt động. Đây là khoảng thời gian để người dùng rời khỏi nơi đặt đèn khử trùng nhằm tránh các tác hại của tia UV gây ra. Theo giới thiệu của nhà sản xuất thì đèn khử trùng Xiaoda có thể tiêu diệt được 99,9% vi khuẩn trong không khí nhưng sẽ hoạt động hiệu quả ở môi trường hẹp. Người dùng có thể đặt ở nhiều vị trí như là trong phòng, tủ lạnh, nhà vệ sinh, v.v. Theo Ebuluwang, giống như nhiều virus cúm khác, virus nCoV cũng rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời và đặc biệt là tia cực tím. Với nhiệt độ môi trường càng cao, độ ẩm càng thấp, virus càng dễ bị tiêu diệt. Tuy nhiên thì trời hanh khô lại khiến chúng dễ phát tán hơn trong không khí do không bị cản trở bởi hơi ẩm. Các nghiên cứu cũng cho thấy là virus cúm thông thường chỉ hoạt động lâu ở môi trường chất lỏng cơ thể người và chỉ sống được dưới 30 phút ngoài không khí. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Vsmartlip chụp ảnh ngang iPhone 7 Plus. Vsmartlip là mẫu điện thoại Việt từng được ra mắt vào tháng 8 năm ngoái, nhưng tới tận bây giờ thì mới được các chuyên gia của DxOMark đánh giá chất lượng camera. Mặc dù chỉ là một mẫu smartphone tầm trung, tuy nhiên chiếc máy này lại nhận được điểm số DxOMark khá cao với tổng điểm camera là 87. Vsmartlip đang đứng khá sát với chiếc iPhone 7 Plus của Apple với điểm số là 88. Nhưng điều thú vị nhất là điểm đánh giá chụp ảnh của chiếc smartphone Việt Nam đạt 92 điểm, cao hơn 2 điểm so với iPhone 7 Plus, vốn chỉ được 90 điểm. Nhưng điểm số quay video của chiếc điện thoại Việt Nam lại thấp hơn, chỉ đạt 78 điểm, trong khi iPhone là 84 điểm. Về đánh giá camera của Vsmartlip, DxOMark nhận định chiếc máy này có khả năng chụp ảnh khá tốt trong điều kiện đủ sáng, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều điểm yếu cần phải cải thiện ở hầu hết các hạng mục. Phơi sáng có đôi chút vấn đề do giải tương phản động khá hẹp, khiến hình ảnh thu được bị mất đi nhiều chi tiết khi chụp trong môi trường có độ chênh lệch sáng lớn giữa vùng sáng và vùng tối. Ngoài ra thì khả năng lấy nét tự động đôi khi vẫn còn khá chậm và hiệu suất chụp đêm khá thấp. Video quay được bị phơi sáng quá mức và dynamic range hẹp, chống rung kém, mức độ chi tiết thấp, bị noise, xuất hiện hiện tượng ảnh giả và có một vài khiếm khuyết khác. Tuy nhiên thì giống như ảnh tĩnh, màu sắc trong video quay được từ camera của Vsmartlip vẫn khá đẹp. Do khả năng chống rung kém, người dùng cần phải giữ điện thoại cân bằng trong khi quay để tránh việc video thu được bị rung. Nhìn chung thì khả năng quay video của chiếc máy này ở mức tạm chấp nhận được và nếu quá chú trọng vào việc quay phim thì bạn nên tìm một thiết bị khác phù hợp hơn. Chuyển sang thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, tiếp tục liên quan đến Corona. Apple buộc phải phát hành iPhone 9 vì virus Corona. Đã gần 3 năm kể từ khi mà Apple ra mắt tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID thay thế cho tính năng nhận diện vân tay Touch ID và thậm chí táo quyết còn định khai tử luôn cả Touch ID. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đã là một gợi ý cho việc công ty không thể khai tử Touch ID và đó là lý do khiến cho iPhone 9 ra đời. Theo một khảo sát nhanh cho thấy thì người dùng iPhone tại Trung Quốc hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà sử dụng Face ID trên iPhone sau khi mà virus Corona bùng phát. Vì để đảm bảo tính an toàn và bảo mật, Face ID không thể hoạt động khi mà người dùng đeo khẩu trang. Trong khi hiện nay, gần như tất cả người dân Trung Quốc đều phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường và siêu thị hay những nơi công cộng tập trung đông người. Vì vậy mà tính năng Face ID gần như là trở nên vô dụng. Theo một báo cáo trước đây thì Apple có thể tích hợp Touch ID ẩn dưới màn hình OLED của những chiếc iPhone 2020. Tuy nhiên bên cạnh đó, ông đồng Michiko đã đưa ra dự đoán mới nhất về việc Touch ID cũng sẽ xuất hiện trên iPhone màn hình LCD vào năm 2021. Chỉ có một chút thay đổi, đó là Touch ID sẽ không nằm ở trên nút Home mà sẽ được tích hợp vào nút nguồn ở cạnh phải. Theo ông Kuo, đây sẽ là biện pháp hữu hiệu giúp cho Apple có thể khắc phục được những nhược điểm của Face ID và cho phép người dùng có thêm sự lựa chọn tùy theo sở thích của họ.
việc tích hợp cảm biến vân tay và nút nguồn không phải là mới. Trước đây, chúng ta đã từng thấy rất nhiều chiếc smartphone sử dụng biện pháp này, ví dụ như là Sony Xperia Z5 ra mắt vào năm 2015. Và chính Apple cũng đã đăng ký bằng sáng chế cảm biến vân tay ở nút nguồn và khiến các điện thoại Sony được phát hành ở Mỹ phải loại bỏ cảm biến vân tay vì sợ Apple kiện. Và như vậy, vừa rồi đã là tất cả những thông tin mà X-Studio muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.